Cụ thể, kết quả giám định mẫu thuốc cho thấy, thành phần chủ yếu trong các tuyết thuốc trên là chất 6 benzin nopurin và một lượng nhỏ chất 4-chlorophenoxyacetic hoặc paraclorophenoxyacetate được pha chế trong môi trường kiềm. Các chất này không nằm trong danh mục các hóa chất được phép sử dụng cho thực phẩm do Bộ Y tế quy định và cũng không có trong danh mục các thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Hạt chất 6BA và PCPA là các chất kích thích tăng trưởng thực vật có tác dụng kích thúc sự nảy mầm và sinh trường của cây trồng, kiềm hãm sự phát triển của rễ, thúc đẩy hình thành mầm hoa và nở hoa, quá trình tạo quả và sinh trường của quả. Đặc biệt, các cơ quan chức năng cho biết do chứa hàm lượng kiềm cao nên nếu tiếp xúc trực tiếp với số thuốc kích thích này có thể gây bỏng da, hỏng mắt, nếu nuốt hay hít phải có thể làm tổn thương bộ máy tiêu hóa và hệ hô hấp.